kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam. Đã lâu không gặp. Tài xế của cô để lấy tiền của tôi. Nè, anh đừng có làm bậy. Nếu anh làm hại em gái tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi không có tiền để bỏ trốn, tôi cũng không tha cho cô đâu. Cứu mạng, cứu mạng. Chuyện gì? Bên trong có người bị uy hiếp. Đừng, anh đừng đi bên này. Anh ta sẽ nhìn thấy anh. Bên kia có cửa sau, tôi dẫn anh đi. Ok. Được, anh cần tiền phải không? Giờ tôi gọi cho ảnh, tôi kêu ảnh trả tiền lại cho anh được không? Không cần sợ Ý thần, em đừng sợ. Ở bên này. Tôi cảnh cáo cô, đừng có báo cảnh sát đâu. Tôi không báo cảnh sát. Tôi đang gọi cho tài xế đem tiền tới cho anh. Cô báo cảnh sát đi. Sao cô bắt máy? Đừng có giỡn trò với tôi. Tôi không có giỡn trò. Giờ tôi đang gọi cho ảnh rồi. Cô lại muốn giỡn trò gì đây? Anh không bắt máy của tôi cũng hết cách rồi. Anh không tin thì nhìn đi. Tôi không tin cô đến đâu đồ khốn kiếp. Cô 5 lần 7 lượt gài bẫy tôi. Cô kêu tôi hại ba tôi, rồi hại Wilson. Tôi làm theo lời cô rồi, kết quả thì sao? Được rồi, hay là vậy đi. Em gái của tôi vô tội mà. Để tôi thế chỗ đi. Anh bắt tôi đi, anh thả em gái tôi ra có được không? Cô cũng tha cho tôi đi. Không có liên quan gì tới tôi hết. Là Wilson cưỡng hiếp cô. Sau đó ba anh ta tìm cảnh sát dẹp yên chuyện này. Chứ liên quan gì tới tôi đâu. Anh và ba anh Võ Văn Hải cũng góp phần làm hại tôi và em tôi. Không liên quan tới anh hả? Ba tôi ngồi tù rồi chết luôn ở đó. Còn má tôi nữa, vì mấy người dọa tới nỗi nhồi máu cơ tim mà chết. Anh còn mặt mũi nói không liên quan tới anh sao? Cô đừng có nói nhảm với tôi nữa. Tóm lại cô không đưa tiền cho tôi, tôi thiêu chết cô ta. Đừng má. Đuổi theo.
Sao lại cướp máy rồi? Anh làm được mà. Người đó là ba anh. Anh nhất định có cách khiến cho ông ấy không nghi ngờ anh. Ba sẽ cho xe tới đón con. Không phải nó sẽ đi chung sao ba? Ba phải đi lấy tiền. Tiền không để ở nhà, còn để ở đâu nữa? Để nhà trước sau gì cũng bị con thua hết. Tất nhiên ba phải để nơi an toàn rồi. Thế ba quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Con làm gì vậy? Con làm gì vậy? Con trai, cano đâu? Con có thấy chiếc cano không? Sao bà kêu người tới bắt con? Con nói gì chứ? Tài xế lúc nãy chở con là người của anh Tài. Bà không biết tài xế nào hết. Bà không có kêu. Là ba gửi tin nhắn cho con mà ba. Bà không gửi tin nhắn cho con mà. Là ba nhắn nè. Đầu thôn lên xe. Không phải là ba gửi. Không phải ba gửi thì còn ai gửi nữa? Bà không biết. Lúc nãy bà lấy tiền đã làm rơi mất điện thoại rồi. Vậy cano đâu? Ba đã hẹn 12 giờ rưỡi họ đợi ở đây mà. Ba không biết tại sao đến giờ vẫn chưa tới. Rõ ràng ba không hề sắp xếp cano cho con. Ba không hề có ý muốn trả tiền giùm con. Ba muốn bắt con giao cho bọn chúng mà thôi. Ba là ba của con đó. Sao ba lại làm vậy với con chứ? Là bởi vì ba đã biết con tới đội chống tham nhũng tố cáo ba. Con nói gì mà đội chống tham nhũng hả? Hả? Cái gì mà đội chống tham nhũng? Con nói gì chứ? Con xin lỗi ba, con xin lỗi. Là Dương Mãn Nguyệt ép con làm như vậy. Nếu con không làm theo thì con sẽ kêu anh Tài chém chết con. Con xin lỗi ba, con xin lỗi. Con mới nghĩ đủ mọi cách giúp con. Con bán đứng ba, con đúng là vô dụng. Con xin lỗi, con xin lỗi ba. Ba không giúp con thì bọn họ sẽ chém chết con nữa ba. Cái đổi kỹ, đừng gọi ba là ba nữa. Ba không có lỗi con trai như con. Còn quá kỹ, đừng gọi ba là ba nữa. Con sẽ chết đó ba. Để ba. Làm gì vậy? Con muốn giết ba hả? Con giết ba đi. Chết ba đi. Đồ vô dụng. Ba đừng đi buông ba. Con thực sự rất cần số tiền này. Con cầu xin ba ba làm ơn đi. Con buông ra. Không có lần sau đâu ba. Ba. Ba đừng làm con sợ nha ba. Ba. Con xin lỗi ba. Ba. Con xin lỗi mà ba. Con không có ý đâu ba. Ba, đây là lần cuối cùng. Con sẽ sửa đổi mà ba. Con xin lỗi ba. Gọi điện cho sếp Mạc tới xử lý đi. Mặc quần áo ra. Mặc giùm cho cô ấy nữa. Cảm ơn. Và nhớ làm sạch sẽ một chút đó. Huh?